Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng mua bán người trái phép, giải cứu ba nạn nhân về đoàn tụ với gia đình. Trước đó, một phụ nữ dân tộc Dao, ngụ huyện Bắc Hà, đã tố một người phụ nữ 30 tuổi lừa bán mình cùng hai người phụ nữ khác sang Trung Quốc làm vợ cho những người đàn ông ở vùng quê, nhưng chị đã trốn thoát được. Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng chức năng tiến hành điều tra bắt giữ Cao Thị Thu, sinh năm 1990, dân tộc Nùng, ngụ tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận cùng với em gái là Cao Thị Lương lừa các nạn nhân đang cần tìm việc sang Trung Quốc làm phục vụ tại nhà hàng, sau đó đem hai phụ nữ trên bán làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc. Nếu không đồng ý, các nạn nhân bị đánh đập và bỏ đói. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng Trung Quốc đã giải cứu hai nạn nhân còn lại về đoàn tụ với gia đình. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.